phải trở về Vị Xuyên. Với ông Thông, đó là sự dục dã. Mỗi khi tháng 7 về, hành trang cho mỗi chuyến đi không bao giờ thiếu cuốn nhật ký chiến trường. Như một lời hẹn ước, cuốn sổ tay mà ông Tích gìn giữ suốt 34 năm qua cũng sẽ được mang trở lại Vị Xuyên lần này. Nhưng không chỉ có các cựu chiến binh của sư đoàn 356 mới có những tháng năm gắn bó với Vị Xuyên, mà chín sư đoàn quân chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới này trong suốt 5 năm, từ 1984 đến 1989. Và với họ, về Vị Xuyên thực sự là hành trình trở về với thời thanh niên sôi nổi của mình, một thời sống với lý tưởng, sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử. Về đây có nhau như nguyện ước chiến hào, được hòa cùng bầy trẻ thơ lên sông hát yên bình. Cái đó là thôi thúc chúng tôi hơn 30 năm nay rồi, hơn 30 năm đau khổ. Chúng tôi ngầm ngùi, trên người lính hôm nay đang nằm trên biên giới. Chúng tôi thường nhắc đồng đội ơi, anh ở đâu? Ở dưới gốc cây hay trong hang đá? Anh chưa về lòng mẹ quạt đâu. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi. Về đây điêu thuốc lào ấm che chốt hồn nhiên nụ cười. Bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa. Đấy là những cái tình cảm, không đấy trách nhiệm mà không cũng là một phần. Đây chủ yếu cái tình cảm anh em sống có nhau và chết có nhau. Đài Hương 468, nơi từng đặt trụ sở chỉ huy của sư đoàn 356 giữa chiến trận, nay là địa điểm hội quân trong thời bình. Đó là cuộc hội ngộ giữa người sống và những người đã ngã xuống. Năm nay lần đầu tiên những người đã trực tiếp cầm súng bảo vệ Vị Xuyên biết được rằng những năm tháng hào hùng thời thanh niên sôi nổi của mình đã được ghi chép lại một cách chân thực trong những cuốn nhật ký của ông Tích, ông Thông. Những câu chuyện đó còn được giữ nguyên vẹn trong suốt 34 năm qua. Chiến hạm 1 ở D1 và D2 mở đột phá khẩu và chiếm được Yên Ngựa. Đó là cuốn nhật ký đó là cũng như là một lịch sử và để giữ lại và coi như là truyền lại cho những sau, và cũng rất là mọi người để nếu mà tìm hiểu về cái mặt trận Vị Xuyên này thì nên đọc những cái cuốn nhật ký như vậy. Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của 1.700 chiến sĩ đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho bình yên đất nước, nhưng vẫn còn hơn 1.000 đồng đội của họ còn nằm lẫn trong đất đá ngoài kia. Sẽ không ai được phép lãng quên về những mất mát đó.